Vâng, và xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube Audio. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến các bác một sản phẩm, một chiếc âm ly tích hợp DAC, một sản phẩm đã về hàng bên em khá nhiều lần rồi. Mã sản phẩm có tên là Đền Ông PMA50. Đây là một sản phẩm mà trên được rất nhiều bác chơi nhạc số yêu thích, bởi vì nó là một con âm ly tích hợp DAC khá là nhỏ gọn. Kích thước bề ngang của nó ấy, khoảng tầm 16cm, cao khoảng 8cm và chiều sâu khoảng 24cm. Nó nặng khoảng đâu đó khoảng 2,5kg, 2,4-2,5kg, khá là nhỏ gọn. Hàng về thì đầy đủ khiển các nhá, khiển em đang cầm ở đây đó. Thì cái con âm ly này ấy, nó có rất nhiều tính năng hay ho. Đó là các bác có thể chơi được Bluetooth này, NFC này, một đường coaxial này, hai đường quang in này, đường line in này, swap out này, rồi một đường USB DAC, chơi được cả tai phone nữa. Đấy, thì nôm na là các bác có thể kết nối được điện thoại này, TV này, máy tính này, rồi đầu CD, rồi vân vân rất nhiều thứ khác ngoài nó sang. Đấy là cái tính tiện lợi của nó. Cái thứ hai nhất, cái thứ hai là cái con này thì nó sử dụng cái mạch Class D nhé. Mạch Class D thì đâu đó thì cái hiệu năng của nó khá là cao. Các bác ở đây thì em đang kết nối với một đôi loa công suất của âm ly này là 50W một kênh, trở khá là 4 ohm. Tuy nhiên là ở đây em đang kết nối với cái loa là 6 ohm và trở khá là 6 ohm và công suất là 100W, thì nó đã đánh khá là tốt. Ở trên mạng thì cũng rất là nhiều bác đã kết nối những đôi loa công suất đâu đó khoảng 200W, thậm chí là 120W hay 200W này, mà nó đánh cũng rất là hay. Thì cái điều đó cho thấy cái sức mạnh của cái âm ly này, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà cái khả năng đánh rất tốt. Đây là cái thứ nhất, nên cái việc các bác ghép loa nó cũng rất là dễ. Đấy là cái hay của nó. Con này thì sử dụng mạch công nghệ xử lý processing digital audio, thì nó có thể giải mã được cái cả nhạc DSD với nhạc DSD 2.8 hay là 5.6 MHz, rất là tốt. Đấy là những cái tính năng hay của nó. Ngoài ra thì nó xử lý cái độ xử lý cái độ phân giải ấy là 192/24 kHz, tức là độ phân giải cao các bác nhá. Ngoài ra ấy, một số bác mà thích chơi em sẽ quay gần hơn các bác xem, em sẽ quay gần hơn các bác quan sát rõ hơn. Đây, nhiều bác mà thích chơi âm ly chơi tai phone ấy, headphone ấy, thì các bác có thể tận dụng cái cổng này để em quay lại gần cho bác quan sát rõ hơn. Đó, cái cổng này thì các bác có thể chơi những cái dòng phone chuyên dụng đó nhất, bởi vì em biết khá nhiều bác đam mê tai phone thì các bác có thể sưu tầm và chơi ở cái cổng này. Đó là cái thứ hai. Cái đặc điểm thứ hai nữa ấy, mà em khuyên các bác nên quan tâm ấy, đó là các bác nên chơi từ máy tính sang, tức là các bác kết nối đường USB DAC từ máy tính sang, thì nó có thể giải mã được rất nhiều đôi nhạc chất lượng cao như là FLAC hay là WMA vân vân, và thậm chí là cả đuôi nhạc VM4A ở trên cái trang chia sẻ nhạc ấy, rất là nhiều đuôi hay và các bác có thể nghe được luôn trực tiếp sang luôn và giải mã chất lượng cao luôn. Để mà làm được việc đấy thì các bác phải cài thêm một driver. Các bác lên trang chủ của Đề Đông ấy, các bác cài cái driver của Đề Đông PMA50 cho máy tính của mình và phát sang cái đầu âm ly này, thì em khẳng định luôn là cái chất lượng âm thanh cực kỳ cao và rất là hay. Đây là cái đầu tiên. Cái việc mà cách kết nối như thế nào ấy, thì em sẽ cố gắng làm thêm một cái video hướng dẫn các bác cách kết nối, cách tải driver, cách cài đặt driver cho máy tính để xài cho cái này, dùng cho cái đầu Đề Đông PMA50 này, là cái rất là hay ho. Bluetooth nhé, Bluetooth thì các bác có thể kết nối vào đây, ấn nệt nút Bluetooth và nó sẽ hiển thị nút pairing, hiển thị cái nút pairing ở đây, thì mình sẽ kết nối Bluetooth vào, rất là dễ. Thì, sản phẩm bên em thì về hàng với giá hình thức đâu đó khoảng tầm 96-97%, rất đẹp. Đây, ở hông của nó có cái nút cái chữ NFC để các bác kết nối NFC đây, một chạm vào đây, sẽ tự kết nối luôn. Đó. Thì cái clip hôm nay em làm với mục đích là hướng dẫn các bác, tư vấn cho các bác nên sử dụng cái đường NFC, đường USB này. Đây, em sẽ quay các bác xem. Rất là hay. Hôm nay em vừa kết nối xong và em thấy cái chất âm của nó rất tuyệt vời. Đó là các bác sử dụng cái đường USB này.
kết nối sang máy tính để stream nhạc sang đây, thì cái chất âm của nó vẫn giữ được nguyên vẹn và thậm chí có thể đánh bóng được chất âm lên một phần do cái mạch xử lý, mạch processing, hệ thống xử lý processing audio, digital audio này nó làm việc rất là tốt. Ngoài ra nếu mà mình nghe một cái giải bass mình thì thiếu thì mình có thể ghép thêm một con loa sub ở đây theo đường pre-out các bác nhá, thêm một con loa sub ở đây để cho nó bổ sung thêm cái giải trầm. Nếu mà các bác, nhiều bác thích nghe cái cặp loa buxe của mình nó cái giải trầm nó thiếu ấy, thì mình nên làm thêm một con loa sub nhỏ nhỏ như kia. Em có một chiếc loa sub nhỏ nhỏ, em có thể ghép thêm cái đường AUX, đường audio in này. Các bác mà nào mà nhiều khi mà muốn từ chơi từ máy tính sang ấy, chơi từ điện thoại sang cũng được, các bác cắm vào đây theo cho đường AUX điện thoại sang, rồi đường audio in để cắm những cái thiết bị khác, coaxial in này, rồi hai đường quang. Cái hai của cái này là có hai đường quang để các bác cắm từ TV hay thiết bị khác vào, rất là tuyệt luôn ạ. Đó, nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà đánh ác lắm. Nhiều bác đã, rất nhiều bác trải nghiệm và khen rất là nhiều và rất là thích nhất cái em, thì em thích nhất cái tính năng là chơi qua đường USB này, hay lắm, nghe rất là hay. Đó, còn Bluetooth ấy, Bluetooth thì hầu hết các thiết bị đều có một độ trễ nhất định các bác. Còn nào thì thôi, tất cả mọi thứ đều có độ delay nhất định. Do đó nên các bác dùng Bluetooth thì các bác cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ bị delay một chút, đó được chắc chắn. Tất cả các thiết bị của em về rất là nhiều hàng thì hầu hết là đều bị delay đó khoảng 1 giây đến 2 giây, thậm chí là nhiều hơn so với lại khi mình nghe từ điện thoại. Đó. Còn nếu bác nào thích nhạc số thì các bác nên tải nhiều về. Ở đây, ở máy tính của em ấy thì em có một cái group là hội yêu nhạc số. Các bác có thể để em cho nhỏ lại, các bác chờ một chút. Nếu mà các bác thích nhạc số ấy thì các bác có thể tham khảo những cái trang tải nhạc như là HD Việt Nam các bác nhá. Các bác có thể vào HD Việt Nam này, rồi trang chia sẻ nhạc này, hoặc là các bác vào trong một cái trang hội chơi nhạc số này các bác nhá, hội chơi nhạc số này. Các bác vào, có thể vào thêm một cái trang nữa là trang chia sẻ nhạc, hoặc là HD Việt Nam để tải nhạc. Đấy là những cái nơi mà em cũng vẫn rất hay vào để tải nhạc, thì em biết thì em sẽ giới thiệu cho các bác để các bác có thể tham khảo thêm. Đó, thì một cái con âm ly như thế này mức giá khá là phù hợp, dưới 10 triệu thôi ạ. Bác nào quan tâm ấy thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0964801493 các bác nhé. Thì để em có thể tư vấn thêm cho các bác, cũng như là hỗ trợ các bác trong cái việc là lắp đặt hay là ghép nối những cái đôi loa ở nhà mình cho nó phù hợp. Đó, thì để đồng P50 là mày thì thường thì nó có về thêm một cái đầu CD, nhưng mà em hay về nhiều hơn là chỉ âm ly thôi, để các bác có thể ghép ở nhà thôi. Bác nào có đầu CD rồi thì có thể kết nối vào và phát nhạc trực tiếp luôn. Còn không có đầu CD thì mình có thể dùng con Bluetooth, có thể chơi từ máy tính sang hay từ TV xuống, rất tiện lợi và chất âm khá là hay. Em thì em hay nghe nhạc acoustic nhiều, thì hôm nay tôi sẽ mời các bác nghe một đoạn nhạc đến từ âm ly kiêm tích hợp đác để đồng P350 các bác nhé. Nếu mà các bác thấy cái video của em nó có cái sự hỗ trợ các bác hay là có những gì hay ho ấy, thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách là dọn like, share rồi subscribe kênh YouTube của em, để cho em có thể có động lực em làm thêm nhiều cái video nữa để gửi tới các bác những cái clip hướng dẫn hay những cái clip review sản phẩm, đưa ra những nhận xét cá nhân của em, và các bác có thể đưa ra những nhận xét riêng của mình ở bên dưới các bác nhé. Em xin cảm ơn.